Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình em vừa mới về sáng nay, là mẫu xe đạp XDS Sandan 710 và trang bị bộ chuyển động Shimano Atus không nhôm, nước sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, tất tần tật còn đồ zin hết 100%, không nhôm, nước sơn còn khá là đẹp, đỏ đen rất là thể thao và thẳng phắn. Mối thiết kế rất là đẹp, với đường bo sát thẳng này thì chiếc xe nó rất là mềm mại, không nhôm, nước sơn thì còn rất là mới và đẹp. Có bộ chuyển động full Shimano Atus. Bộ cặp bánh là 27,5 inch, là to và đẹp. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Asiza với là 9 tầng nít và 3 tầng đĩa. Bộ xe có 27 mức độ khác nhau, phanh dầu Shimano. Toàn bộ đồ vẫn là của Sandan XDS nguyên bản nguyên zin. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe có size cho các bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. 9 tầng nít, 3 tầng đĩa, 27 tốc độ, đồ Shimano Atus rất là mượt mà. Đó là trên hình này, rất là êm ái. Em bán chiếc xe này với giá chỉ có là 7.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.